Đào Minh Quân, anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo Việt nước. Một lời thề dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh, cho muôn đời Tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân, dân đang chờ ngày vui nó ấm, xóa tan bao dối lầm than. Việt Nam Đào Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, tiếng nói cục dân vận. Anh dương lên soi sáng khắp biển đầu, anh dương lên soi sáng khắp biển đầu, anh dương lên soi sáng khắp biển đầu. Mẹ công thơ ơi, tiếng mẹ đáp lời sông ngũ, đồng lập cùng đi, 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 vì tương lai quốc dân cùng sông pha khói tên, làm sao cho núi sông từ nay hướng tụ về, dù cho thành khơi trên phương xa thù đưa cây máu đào nghe vào. Loài sâu được tiến tới gần giải nguy, người công dân luôn bước lên tâm trí hùng tráng quyết chiến đấu. Tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy này, tuy cho đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lắm liêm, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Trân trọng kính chào Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, cùng đồng bào trong và ngoài nước. Chúng ta nghiêm trang cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật, Hồn Thiên Sông Núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ, độ trì, ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân cùng tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo, đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Nguồn Thánh Đức. Xin tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Đúng như gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện chấm dứt. Trân trọng kính cảm ơn Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân cùng toàn thể quý đồng bào trong và ngoài nước đã lắng nghe. Trân trọng kính chào. Chúng tôi đại biểu Pha Lê xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính chào quý đồng nhiệm và đồng bào thân thương trong và ngoài nước. Tiếng nói cuộc dân vận tiếp tục cống hiến đến cho đồng bào và anh chị em. Về thông báo từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, tiểu sử Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, để tất cả đồng bào anh chị em hiểu thêm về Đức Quốc Công Tổng thống của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa,
để chúng ta cùng nhau ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam, lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Trân trọng, kính mời. Một lời thề thì dân chiến đấu, không ngại mình vì nước hy sinh, cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày vui non. Xóa tan bao lỗi lầm than, Việt Nam đào minh quân, xây cơ đồ biển sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp biển đầu. Đào minh quân anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo biên cương. Một lời thề thì dân chiến đấu, không ngại tình vì nước hy sinh, cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày vui nó xóa tan bao nỗi lầm. Việt Nam đào minh quân, xây cơ đồ hồn thiên sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp biển đầu. Biểu Pha Lê xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính chào quý đồng nhiệm và đồng bào thân yêu khắp nơi trong và ngoài nước. Hôm nay chúng tôi xin đọc bức tâm thư của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân gửi đến cho tất cả đồng bào, quý vị và anh chị em bạn trẻ Việt Nam khắp nơi trên toàn thế giới. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. PO Box 2807, Anaheim, CA 92814. Ngày 20 tháng 3, 2021. Kính thưa đồng bào, quý vị, anh chị em và các cháu. Hôm nay, nhân ngày kỷ niệm, Tổng thống Donald Reagan nói chuyện với Hội Những Người Trẻ tại Hoa Kỳ. Lần đầu tiên, trong tư cách là Tổng thống Mỹ năm 1981. Cũng là ngày Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam sau nhiệm kỳ thứ nhất. Chúng tôi có lời thăm hỏi chân tình đến tất cả đồng bào yêu dấu nơi quê nhà. Nhất là những bạn thanh niên, thiếu nữ, những người trẻ Việt Nam đang đối diện với bao khó khăn và thử thách hàng ngày chung quanh. Cuộc sống vốn không dễ chịu và bằng thẳng như chúng ta mơ ước. Khi được che chở, nâng niu trong vòng tay thân yêu của ông bà, cha mẹ, lại càng khó khăn hơn với chế độ Cộng sản. Chúng tôi thấy mình thật có lỗi khi chưa bao giờ chuẩn bị cho anh chị em và các cháu tinh thần và cách đối mặt với những điều bất trắc. Từ khi nhận trọng nhiệm là Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, xin cho chúng tôi được dùng danh từ tôi và thân thiết gọi quý vị và các bạn là anh chị em và các cháu.
Chính bản thân tôi cũng chưa sắp xếp được ý tưởng và những cảm xúc dâng trào khi nghĩ đến anh chị em và các cháu. Nhưng đây là tấm lòng của tôi, mong mọi người đọc qua, vì tôi không hề muốn những điều mình biết, những nỗi đau hay những bất hạnh xảy ra cho mình có thể tái diễn, cho dù anh chị em và các cháu có ý chí kiên cường và dũng cảm hơn nhiều. Thước đo của sự thành công hay giá trị của con người không phải là những vật chất hay danh vọng. Chính niềm tin, hy vọng, sự nhẫn nại và ý chí vượt qua mới là khuôn khổ tôn vinh nhân phẩm của mỗi người. Anh chị em và các cháu có thể nghe lời tôi khuyên hay học kinh nghiệm từ những người khác, từ những câu chuyện mình nghe hay biết được từ trong sách vở, báo chí, bạn bè và người thân. Nhưng tất cả không phải là mẫu mực của bản thân. Chỉ khi nào chính mình trải qua thì điều đó mới chính thật là của mình. Mọi người lớn lên hay trưởng thành bằng kinh nghiệm và nỗ lực đối đầu với khó khăn, chứ không do lý thuyết hay sự từng trải của người khác. Thế gian có hàng triệu tỷ sinh linh, nhưng ai cũng quan trọng, ai cũng có vị thế riêng biệt và đặc biệt của người đó. Ngay cả lúc thất vọng, hãy luôn nghĩ về những điều từng mơ ước. Hãy mạnh dạn tiến bước một cách tự tin, trầm tĩnh, vững vàng, không tự dằn vặt, ân hận hay nối tiếc những gì đã qua. Ai cũng có lúc thành công hay thất bại. Sự thành công là thêm tự tin. Sự vấp ngã chỉ là kinh nghiệm, mà can đảm tiến bước lại càng tốt hơn. Không ai có thể đánh giá một giai đoạn đã qua là chân giá trị của đời mình. Những câu nói chưa suy nghĩ kỹ có thể bị hiểu lầm. Cứ làm theo cách mình tự tin, đi theo con đường mình đã định, đã cho rằng đúng, dù chưa ai làm. Nên nhớ hạnh phúc là cảm giác trên từng chặng đường, chứ không chỉ là lúc tới đích. Bất kỳ lúc nào cũng là điểm khởi hành tốt nhất của chúng ta. Và không ngần ngại nói lời xin lỗi hay biết cảm ơn và tha thứ. Cuộc đời như hành trình leo núi, không cần quay đầu nhìn lại quá lâu với những gì mình đã vượt qua hay bị thất bại. Hãy luôn hướng về phía trước. Lúc lên tới đỉnh sẽ cảm nhận được cả bầu trời. Và đừng quên tình cảm chân thành luôn là nguồn động viên lớn nhất. Đừng bao giờ mong mọi người phải hiểu mình, và cũng đừng quy kết cho số phận. Nếu vấp ngã mà hãy cố gắng tận nhân lực. Tất cả những gì trải qua là vốn liếng sống của chúng ta. Hãy sống thật với cảm xúc của mình và đừng quên những điều bình dị. Những nơi chốn thân yêu từng gắn bó với tuổi thơ của mình. Những kỷ niệm đẹp, cả những bạn thân hồi thơ ấu, những dư âm, tiếng đàn, bản nhạc làm cho mình xúc động, sâu sắc, đôi khi làm đau lòng, nhưng sẽ giúp vượt qua khó khăn với đôi chân, bàn tay và trí tuệ của chính mình. Mỗi ngày là một ngày mới với những điều tốt lành và bất ngờ nhất sẽ đến cùng với sự cố gắng của anh chị em và các bạn. Hãy sống giản dị, chân thành và thật lòng. Những gì
đã qua là vốn sống. Không có điều gì mất đi mà không mang lại điều mới mẻ. Bổ ích hơn, nếu chúng ta chưa tìm thấy, hãy tĩnh lặng, suy nghĩ sâu sắc để nhận ra. Những gì cho đi từ trái tim sẽ nhận lại từ trái tim. Không chỉ cầu mong hay mơ ước mà hãy hành động. Cuộc sống vốn có luật nhân quả sẽ luôn công bằng, có trước, có sau với tất cả mọi người. Chính chúng ta mới làm chủ chính mình. Chính chúng ta mới hiểu được mình là ai. Điều gì có thể làm được thì nên làm. Không cần bi quan vì chẳng giúp được gì thêm. Hãy lạc quan và tự tin. Chúng ta là những người hữu thần. Hãy nhớ cầu nguyện và tin vào sự mầu nhiệm. Điều kỳ diệu của sức mạnh tâm linh hướng thượng sẽ đến với những ai thành khẩn. Một ngày mới, hạnh phúc mới đang đến. Lòng tôi luôn hướng về anh chị em và các cháu. Trân trọng và thân mến, Đào Minh Quân. Chúng tôi đã đọc xong bức tâm thư của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Đại tam Việt Nam Cộng Hòa, gửi đến cho tất cả đồng bào thân yêu và các bạn trẻ Việt Nam khắp nơi trên toàn thế giới. Mong rằng qua bức tâm thư của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân gửi đến cho tất cả đồng bào, để chúng ta hiểu thêm về sự quan tâm, thương mến tất cả đồng bào anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới, chí tấm lòng của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Xin kính chúc cho tất cả đồng bào luôn có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Trân trọng, kính chào, tạm biệt. Trung tá Trần Phi Vân trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Kính chào quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và quý đồng bào thân thương trong và ngoài nước. Hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được trình bày tiểu sử của Đức Quốc Công với tựa đề Đức Quốc Công Đào Minh Quân, vị cứu tinh của Việt Nam. Kính thưa Đức Quốc Công và quý vị, tại sao chúng ta lại gọi Đức Quốc Công Đào Minh Quân là vị cứu tinh của Việt Nam? Ngài hiện là vị Tổng thống của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, là một vị lãnh đạo mà danh tiếng đang nổi như cồn trên thế giới. Bên trong Ngài hội tụ nhiều phẩm chất, nhân cách và tài hoa. Ngài là một nhà lãnh đạo, nhà khoa học, một thi sĩ tài hoa, nhà kinh tế và là một danh nhân được đồng bào Việt Nam thương mến, cả thế giới biết đến và kính phục. Ngay cả các đời tổng thống của đệ nhất cường quốc thế giới là Hoa Kỳ gần đây như George Bush, Bill Clinton, Barack Obama và ngài Tổng thống Donald Trump đã vinh dự thay mặt chính phủ Hoa Kỳ song hành cùng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đang do ngài lãnh đạo, kể cả các nguyên thủ của 27 quốc gia khối Liên hiệp Âu Châu đang có mối liên hệ ngoại giao với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Ngài càng nổi tiếng hơn khi đang là khắc tinh của loài quỷ đỏ là Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam. Đạp trên đầu loài kình ngư mãng xà hiểm độc, Ngài đang lèo lái con tàu Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa cập bến bờ tự do hạnh phúc. Tại sao chúng tôi lại gọi Ngài là vị cứu tinh của dân tộc Việt Nam? Với những cống hiến, sự hy sinh liên lụy trong suốt 30 năm của Ngài đã đem lại những thành tựu vĩ đại của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa ngày nay. Kể cả một bước ngoặt lịch sử trọng đại nhất của dân tộc mà Ngài chính là người tạo ra nó. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng lãm tiểu sử của Đức Quốc Công, vì tiểu sử của Ngài như những bức tranh chân thực trải dài suốt một giai đoạn lịch sử của dân tộc Việt Nam. 50 năm là quãng thời gian
từ khi bước vào cuộc đời binh nghiệp của trung úy trẻ Đào Minh Quân, chỉ huy biệt đội Black Tiger, cho đến hiện tại là Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, là một nửa kiếp người đấy quý vị ạ. Từ khi còn là một chàng thanh niên lịch lãm, điển trai và tài hoa ngày nào, đã cùng cuộn chảy theo dòng thác lũ ngập tràn đau thương, bi ai của dân tộc. Ngài đã anh dũng, tài trí và bản lĩnh để vượt qua, và hiện nay tóc ngài đã điểm sương. Cũng là thời điểm mà ánh sáng của ngọn lửa Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do ngài thắp lên đang được toàn dân Việt Nam lan tỏa rộng khắp trên đất Việt. Tại sao cuộc đời của ngài lại gắn liền theo vận nước ngã nghiêng của dân tộc như vậy? Theo chúng tôi, vì trong huyết quản của ngài chan chứa linh khí đất trời, hồn thiên sông núi, anh linh và tinh anh của lạc Việt. Vì ngài là người được Thượng Đế chọn, là một chân thiên mệnh của lạc Việt. Thật là diễm phúc cho Việt Nam chúng ta, phải không? Sau 30 năm kể từ ngày nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, ngày 16 tháng 2 năm 1991, ngài đã cống hiến tất cả để dâng lên đồng bào, dân tộc những thành tựu, mọi thứ vững chãi, hùng mạnh, nhân văn và nhân bản, những tinh hoa của một Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đang dần được phục sinh trở lại trên đất mẹ Việt Nam. Ngài đã xuất hiện kịp thời để bứng gốc rễ, bẻ đi răng nanh của loài rắn độc là Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam, đã cứu rỗi, đánh thức toàn bộ tinh thần dân tộc yêu nước của người dân Việt Nam, khai dòng sinh mệnh của dân tộc, mở ra một chân trời tự do, hạnh phúc mới cho dân tộc Việt Nam. Chính ngài đã làm tiêu tan giấc mộng bá quyền của Tàu Cộng và làm cho chúng phải đối diện với nguy cơ tan rã vì đại bại và bị hủy diệt bởi chính nghĩa do ngài đang lĩnh sướng. Ngài đã khai sinh ra một nền dân chủ mới, một kỷ nguyên mới của thời Thánh Đức, đó là kỷ nguyên hướng thượng, kỷ nguyên tân dân chủ. Đến đây, chúng ta cùng sống chậm lại để cùng nhau phân tích một vấn đề được xem là bước ngoặt lịch sử, thành tựu vĩ đại của Đức Quốc Công và Chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Căn nguyên của sự kiện này chính là kẻ thù truyền kiếp Tàu Cộng, những kẻ gian manh, tà ác, hiểm độc nhất thế giới này. Bằng sự hiểm độc xuất phát từ sự thù hằn, tức tối trong tâm thế của kẻ luôn thua cuộc, nên chúng đã nghĩ ra cách nộp hồ sơ xin UNESCO vinh danh Già Hồ là danh nhân thế giới nhân ngày sinh nhật giả của hắn là ngày 19 tháng 5 năm 1990. Trong sự kiện này, Tàu Cộng có âm mưu thâm độc như một sách lược lâu dài thì đúng hơn. Đó là xây dựng hình tượng Già Hồ thành cha già dân tộc giả hiệu của Việt Nam. Chúng muốn đem sự xấu xa, dơ bẩn, ngu tối, tàn ác, dâm dục, gian dối, vô thần, những thứ này thuộc về sa tăng quỷ dữ, để đặt trên đầu dân tộc Việt Nam, nhằm mục đích trù yếm làm cho dân tộc ta không ngóc đầu lên nổi, đánh mất lý trí, sự khôn ngoan, bất khuất, anh dũng, mà trở nên ngu tối, hèn yếu, hung ác, thiếu tình thương, đánh mất dân tộc tính và không có chí tranh đấu cho tự do dân tộc. Nhưng người tính không bằng trời tính. Chúng đâu phải dễ dàng tiêu diệt được ý chí, tinh thần Việt Nam một cách dễ dàng như vậy được. Xui xẻo cho chúng là đã có Đức Quốc Công Đào Minh Quân, một vị khắc tinh của chúng xuất hiện kịp thời. Chính Đức Quốc Công đã gỡ lá bùa yếm này bằng cách lột mặt nạ tên gián điệp Tàu Phù Già Hồ. Ngài đã yêu cầu UNESCO đối chiếu so sánh dấu vân tay của Nguyễn Ái Quốc đang lưu tại Pháp với dấu vân tay của Già Hồ tại Ba Đình. Chính vì Hồ Chí Minh là người Tàu nên Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng đành nhục nhã chấp nhận thua cuộc và hồ sơ vinh danh Già Hồ bị vứt vào sọt rác. Đi cùng với sự kiện này là chiến dịch ký đạp mặt Hồ Mao, đạp Cộng chết, hết Cộng sống. Đây là một thắng lợi vẻ vang ngay tại Liên Hiệp Quốc của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trước Cộng đảng. Nhưng Tàu Cộng chúng luôn là kẻ thù ghê tởm nhất của thế giới. Sau khi thua cuộc nhục nhã tại UNESCO, chúng vẫn âm thầm thực hiện những chiến lược B, C theo sách lược trù yếm tinh vi kia. Mặc dù Hồ Chí Minh đã bị lật tẩy
và nhân cách của hắn đã bị cả thế giới ghê tởm. Nhưng Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam đã dùng mọi cách để che đậy, ngăn chặn không cho người dân Việt Nam tiếp cận được sự thật. Qua đó, chúng tiếp tục nhồi sọ người dân Việt Nam hình tượng giả hiệu Hồ Chí Minh là cha già dân tộc. Vì vậy, mặc dù đã được Đức Quốc Công triệt tiêu nhân cách của hắn, nhưng người dân Việt vẫn bị cái nghiệp chướng nặng nề từ hình tượng giả hiệu già Hồ này mang lại, tiếp tục sống trong thờ ơ, nghi kỵ và ương hèn, chấp nhận sự tâm tối u mê. Có lẽ vì thế mà công cuộc giải thể Cộng sản Việt Nam trên quê hương ta lại bị kéo dài như vậy. Vì nếu như lòng dân đoàn kết không sợ hãi Cộng sản, thì Cộng sản Việt Nam đã bị tan rã từ khi hình tượng Hồ Chí Minh bị lật tẩy và triệt tiêu. Đó cũng là nghiệp chướng của dân tộc ta còn nặng nề, chưa giải trừ được. Đức Quốc Công đã tận hiến công đức của Ngài, còn phải tiếp tục nung nấu, gánh chịu nghiệp chướng của dân tộc, mang nặng gánh sơn hà, sứ mệnh của dân tộc dấn thân vào sa mạc Adelanto để tôi luyện ý chí, tinh thần, khai mở trí huệ. Và Ngài đã tìm ra được sách lược chu toàn theo đường lối tâm trị, không làm khổ dân, và mang thông điệp yêu thương từ Thượng Đế, một chiến lược hòa giải dân tộc, bảo toàn nguyên khí quốc gia, không phải can qua cuộc giấy động binh biến, tránh phải đổ máu. Đó là chủ trương và đường lối bỏ Cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Ngài đã áp dụng minh triết của Thánh Hiền, của Tổ tiên dòng dõi Lạc Hồng, vận dụng Thủy Thác Công của Đức Thánh Trần để lập thành thế trận trưng cầu dân ý, bất khả chiến bại, bất chiến tự nhiên thành, nhằm gom góp ý chí Việt, tinh thần Việt khắp nơi trên thế giới để cùng tụ hội thành đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Vào ngày 18 tháng 2 năm 2017, trong hội nghị Diên Hồng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tổ chức tại Cali, Ngài đã công bố đến toàn dân giải pháp trưng cầu dân ý sau khi Hoa Kỳ đã thúc ép Cộng sản Việt Nam thông qua và ký ban hành đạo luật về trưng cầu dân ý ngày 1 tháng 7 năm 2016. Một sự mầu nhiệm độc nhất vô nhị là đây là hệ thống điện toán trưng cầu dân ý online hiện đại duy nhất bảo mật thông tin tuyệt đối trên thế giới hiện tại mà chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đang sở hữu. Sau khi thế trận trưng cầu dân ý như những đợt sóng thần đã mang lại sự thành công mỹ mãn là đạt trên 4 triệu phiếu bầu chọn Ngài là Tổng thống của quốc dân Việt Nam trên toàn thế giới, và sau khi nhận được sự thỉnh nguyện của toàn thể giới chức tướng lãnh trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Ngài đã đứng ra nhận trọng nhiệm và đăng quang Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 11 tháng 11 năm 2018. Trước đó, vào ngày 16 tháng 2 năm 2018, Ngài cũng đã khai sáng nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Kể từ đây, Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam đã điên tiết, càng vùng vẫy hơn khi bị dồn vào chân tường, khi Ngài ký bổ sung đơn kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim về tội diệt chủng dân tộc Việt Nam khi gây ra cuộc chiến xâm lược Việt Nam. Chúng đang ngửi thấy mùi của sự thảm bại, tan rã và tận diệt. Như vậy là Đức Quốc Công của chúng ta đã có cách để giải trừ hoàn toàn sự u mê ám chướng do tà thuật của bọn Tàu Chệt bùa yểm dân tộc ta qua hình tượng ác quỷ già Hồ. Đó là chiến dịch trưng cầu dân ý, và thêm một tuyệt chiêu nữa là dùng tiểu sử chân dung của Đức Quốc Công để tiêu diệt hoàn toàn sự u ám, đen tối, mê chướng do hình tượng già Hồ mang lại và còn trong tư tưởng của người dân Việt Nam. Quý vị thấy đó, theo thời gian thì hệ quả của chiến dịch trưng cầu dân ý đang mang lại sự thành công rõ rệt, phản ảnh qua số phiếu trưng cầu dân ý đang gia tăng từng ngày. Hiện nay thì số phiếu đã hơn con số 8 triệu phiếu, mọi diễn tiến đều đang thuận lợi cho tiến trình giải thể Cộng sản Việt Nam, phải không thưa quý vị? Thế tại sao điều thay đổi vĩ đại nhất trên quê hương chúng ta chưa thấy xảy ra? Đó cũng là lòng mong mỏi của đại đa số người dân chúng ta trong lúc này. Đến đây, chúng tôi xin nhắc quý vị nhớ lại rằng với những gì mà quý vị đã cùng chúng tôi trải qua trong phần tiểu sử của Đức Quốc Công, chúng ta phải công tâm mà nhìn nhận rằng
Đức Quốc Công Đào Minh Quân hiện đang là một vị cứu tinh của dân tộc Việt Nam. Khi đẩy bọn Cộng sản Việt Nam vào chân tường, khiến chúng vùng vẫy tuyệt vọng, khi đã lật tẩy lột mặt nạ già hồ tại UNESCO và chiến dịch đạp mặt tên ác sang này. Nếu không có sự hiện diện của Đức Quốc Công và chính phủ đầy tam Việt Nam Cộng Hòa, thì Việt Nam sẽ như Tây Tạng từ lâu rồi, không còn sự dễ thở để quý vị ngồi đó mà trả giá đâu. Ngài đã mang chúng ta từ trong u mê tâm tối, giờ đang dần bước ra ánh sáng tự do rồi. Chúng ta hãy mạnh mẽ tự lực đi chứ, đừng bắt Ngài phải dìu chúng ta nữa. Bởi vậy đã đến lúc toàn dân phải mạnh mẽ đứng lên thể hiện trách nhiệm của một người chủ đất nước. Dĩ nhiên Tổng thống chưa bao giờ kêu gọi chúng ta bạo động xuống đường biểu tình cả. Chúng ta đang có một hệ thống trưng cầu dân ý thông minh và bảo mật nhất thế giới, thì tại sao không vận dụng? Tại sao hãy xuẩn động? Chúng tôi biết đa số đồng bào đều đang nóng lòng chờ đợi Tổng thống hồi hương phải không? Chúng tôi xin thưa với đồng bào rằng, tại sao ân phước của Thượng Đế vẫn còn đang bị chặn lại và chưa đến được với dân tộc ta? Đó có phải là nghiệp chướng mà tự dân tộc ta đang gánh do tên già hồ mang lại? Và trong tâm trí đồng bào còn chưa xác định được lập trường giữa chánh nghĩa và tà ác, thì Đức Quốc Công chưa thể hồi hương được đâu. Vì chính bản thân đồng bào chưa làm Thượng Đế cảm động trước khát vọng tự do của mình và chưa xứng đáng được hưởng đời thánh đức, thì Đức Quốc Công chưa thể về được. Ngài chẳng thà chậm mà chắc, chứ không để đồng bào mình chịu khổ đâu. Vì Ngài biết rằng cái thiện trong mỗi chúng ta chưa thể lấn át hoàn toàn cái ác bên trong chúng ta. Chúng ta thắng một trận chiến để rồi thua trong toàn cuộc, thì đó là điều không tốt lành gì cả. Chúng ta phải tự hiểu rằng Đức Quốc Công theo sứ mệnh được Thượng Đế đặt để đã gột rửa nghiệp chướng nặng nề của dân tộc ta, gần như được trong sạch và nhẹ nhàng rồi. Phần còn lại chúng ta phải biết tự gột rửa sao cho trí huệ của mỗi cá nhân được khai mở, minh sáng, xóa tan mê mụ của ám chướng tà gian. Ánh hào quang của mỗi chúng ta sẽ tự phát ra khi cùng nhau hội tụ cùng ánh sáng rực rỡ, chói lò của vũ trụ. Đó là sao Bắt Đẩu, là Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Khi đó dân tộc Việt chúng ta sẽ quét sạch được thứ u mê ám chướng còn động lại trong mỗi chúng ta. Điều này sẽ khó nhưng thật dễ dàng nếu như trong tâm của mỗi một người con Việt Nam phải nhìn nhận Đức Quốc Công, nhìn nhận công đức của Ngài, phải tuyệt nhiên hàng thuận Thượng Đế, không còn mặc cả, nghi kỵ và đố kỵ, định kiến và cực đoan. Phải nhìn nhận Đức Quốc Công là một bậc thánh nhân, một vị cứu tinh duy nhất của dân tộc trong hiện tại. Khi chúng ta chịu hiểu rằng chỉ có một con đường duy nhất, sách lược duy nhất, một sinh lộ duy nhất mà Ngài Đức Quốc Công đã vạch sẵn cho dân tộc ta, đó là cuộc cách mạng tâm trị, đó là trưng cầu dân ý mà thôi. Nếu chúng ta không đủ sáng suốt để nhìn ra, không đủ dũng cảm để quyết định, mà mất thời gian để mặc cả, thì chỉ có một con đường diệt vong mà thôi. Khi đó Thượng Đế không cứu nổi chúng ta đâu nhé. Chúng tôi phân tích như vậy để đồng bào hiểu rằng chỉ có người dân Việt Nam biết cứu nổi dân tộc mình, mọi thứ khác chỉ là chất xúc tác mà thôi. Còn nhớ trong một buổi huấn luyện trong FCC, Đức Quốc Công đã có huấn từ phân tích về tình hình của đất nước hiện tại, rằng đất nước Việt Nam với dân số gần 100 triệu dân, nhưng số lượng người dân bầu cử khoảng 40 triệu, trong đó Cộng sản với họ hàng con cháu, thân bằng quyến thuộc chiếm gần một nửa con số 40 triệu. Như vậy, nếu như số lượng phiếu trưng cầu dân ý của chúng ta đạt đến mức là 20 triệu, thì mặc nhiên Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ sẽ mời Đức Quốc Công về chấp chính, bỏ qua tổng tuyển cử tại Việt Nam, vì đã chiếm trên 50% lòng dân ủng hộ. Khi chúng tôi nghe Ngài nói như vậy, trong lòng cũng hơi lo lắng. Nhưng theo sự phân tích cặn kẽ về hiệu ứng domino, thì chúng ta đã đi được nửa chặng đường rồi. Chỉ cần một sự thay đổi, đột phá, bứt phá của mỗi đồng bào chúng ta trong giai đoạn này, thì trong một sát na, con số 8 triệu phiếu sẽ được nhân đôi một cách kỳ diệu đấy, thưa đồng bào và quý vị. Cứ mỗi chúng ta cùng rung động, đồng cảm với Đức Quốc Công, cùng vận động thêm một phiếu nữa, thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra đấy, thưa đồng bào và quý vị. Dĩ nhiên, Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng
Chúng đều biết chuyện này và cố ra sức vùng vẫy để cản trở đồng bào trong việc trưng cầu dân ý, vì chúng rất sợ chiến lược trưng cầu dân ý. Nhưng chúng tôi cho rằng đó chỉ là trò gian manh ngu tối mà thôi. Trưng cầu dân ý vốn là thủy thác công, cho nên chúng chỉ có thể ngăn sông đắp đập, chứ không có thể kiểm soát nổi những giọt nước mưa trên trời. Mỗi đồng bào như những giọt nước mưa, thiên hà thủy, từ trên trời rơi xuống, ngoài việc rơi xuống đất tắm mát vạn vật hòa vào khe suối là giảng hạ thủy, sông ngòi thác đổ là đại khê thủy, thành dòng Trường Giang cuồn cuộn là Trường Lưu thủy, chảy ra biển cả là đại hải thủy, còn được ngấm vào lòng đất hòa vào suối ngầm trong lòng đất mẹ, chuyển lưu thành nước giếng mát ngọt trong lành, Tuyền Lưu thủy. Những giọt nước, những dòng nước này sinh biến theo sự vận hành của thiên nhiên, theo ơn phước của trời, bọn cộng sản có kiểm soát nổi không? Hệ thống trưng cầu dân ý cũng giống như vậy, tuyệt đối được bảo mật và an toàn thông tin mà cộng sản Việt Nam không bao giờ kiểm soát được. Cái quan trọng là sự vận dụng thông minh, khéo léo của mỗi chúng ta để tránh khỏi sự gian trá của chúng mà thôi. Khi đó thì con số 20 triệu phiếu nằm trong tầm tay của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa và đồng bào ta mà thôi. Tất cả đã được ân phước thiên đàng ban cho đồng bào chúng ta rồi, thông qua vị cứu tinh là Ngài Đức Quốc Công Đạo Minh Quân. Chỉ cần đồng bào nhận thức rõ để hiểu rằng mình chính là những giọt nước mưa đó, để hòa vào dòng sinh mệnh của dân tộc đã nhờ có vị cứu tinh của dân tộc mà khai thông, để cùng nhau quét sạch tàu cộng và chế độ cộng sản ra biển cả. Thưa đồng bào và quý vị, dân tộc Việt Nam chúng ta ra nông nổi như ngày nay là do lũ tàu cộng hung ác, tham tàn và bọn cẩu nô tài gian hèn đã bóp chết dân tộc ta. Nhưng đồng bào hãy lạc quan lên, vì chúng ta đang có một vị cứu tinh được Thượng Đế ban tặng cho dân tộc ta, đó là Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Ngài đang được lực lượng chính nghĩa cao thượng của toàn vũ trụ ủng hộ và gia hộ, sẽ mang lại ánh sáng xua tan bóng tối của tà ma, gian ác, đem lại hạnh phúc vĩnh trường cho dân tộc ta. Thời đen tối của dân tộc ta sẽ sớm qua đi nếu như mỗi chúng ta đồng cảm được với Đức Quốc Công. Dòng huyết quản của mỗi chúng ta sẽ vinh dự cùng với Ngài, hòa vào dòng sinh mệnh đã được khai thông của dân tộc, nguồn linh khí tinh anh đất trời lạc Việt, cùng với lực lượng cao thượng quyền năng tối thượng của vũ trụ, của Thượng Đế, sẽ cuốn phăng sạch sẽ những thứ rác rưởi, bùn nhơ, tội ác, nghiệp chướng mà kẻ thù đã gieo rắc. Khi toàn dân chúng ta cùng đoàn kết làm được điều mầu nhiệm này, thì ngày khải hoàn khao của dân tộc ta đang hiện ra trước mắt chúng ta mà thôi. Khi ấy, chúng ta sẽ thấy được nụ cười thánh thiện, hạnh phúc nở trên môi của Ngài cùng phụ nhân, khi chứng kiến đất nước hoang ca an lạc, và dân tộc ta sẽ cùng với Ngài và phu nhân bảo vệ và phát triển hạnh phúc tươi đẹp vĩnh hằng này. Chúng tôi kêu gọi đồng bào thân thương hãy cảm nhận, đồng cảm với sách lược cứu quốc của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, do Đức Quốc Công Đào Minh Quân lãnh đạo. Đó là chiến lược trưng cầu dân ý, tâm trị, là sinh lộ duy nhất của dân tộc Việt Nam hiện nay. Chúng ta hãy mạnh mẽ cùng tham gia trưng cầu dân ý và âm thầm vận động trưng cầu dân ý một cách thông minh nhất. Kính mời đồng bào và quý vị vào các đường link sau đây để điền thông tin trưng cầu dân ý: www.trungcauduny.us, www.chinhphuquocgiavietnamlamthoi.trungcauduny.com, www.chinhphuquocgiaviet.com, www.dontongthong.com, www.trungcauduny.info. Nguyện xin Thượng Đế luôn gia hộ cho Đức Quốc Công cùng phu nhân và gia đình được tràn đầy sức khỏe, bình an, hạnh phúc cát tường, luôn sống trong hồng ân của Thượng Đế. Cầu cho đại cuộc giải thể Cộng sản Việt Nam và đánh đuổi tàu cộng được thành công viên mãn. Kính chúc quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý giới chức đại biểu, quý đồng bào thân thương dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúng tôi xin kết thúc bài thuyết trình tại đây. Kính cảm ơn Đức Quốc Công và quý vị, quý đồng bào đã lắng nghe. Trân
Bài thơ Vận Nước. Đường đời lòng gió nước giao giao, dân tâm lòng son chẳng tự hào. Tổ quốc hai vai lòng trúc bạch, giang sơn một gánh giả hồng đào. Tri âm cổ ước cùng chung sức, minh đạo tân dân tổ đỉnh cao. Hồ chí cảnh thành cơ nghiệp tàu, toàn dân hiệp lực khải hoàng khâu. Đào Minh Quân, Tổng thống Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, ngày 16 tháng 2 năm 1991. Chúng tôi đại biểu Pha Lê xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính chào quý đồng nhiệm và đồng bào thân yêu trong và ngoài nước. Hôm nay chúng tôi xin đọc thông báo từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc. Đệ tam Việt Nam Cộng hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, văn phòng thường trực lấy lại đất tổ không làm khổ dân. PO Box 2807 Anaheim CA 92814. Thông báo ngày 17 tháng 3 2021, Cộng sản Việt Nam lại bài trò quy hoạch giới quy hoạ. Kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, như chúng tôi đã từng nhiều lần cảnh báo, Cộng sản Việt Nam, một băng đảng tội ác phi pháp, chuyên lừa đảo và lừa gạt, không phải là một nhà cầm quyền. Từ khi chúng dùng bạo lực để cướp chính quyền từ nội các của chính phủ Trần Trọng Kim tại Ba Đình năm 1945 để tạo ra cái gọi là nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, với các hành vi đấu tố, cướp của, giết người để thiết lập một hệ thống kìm kẹp sắc máu thống trị toàn miền Bắc nước ta. Sau đó, chúng đã ô ép tận dụng nhân vật lực của đồng bào miền Bắc để thực hiện cuộc chiến xâm lăng miền Nam năm 1975 với ngụy từ giải phóng để tạo ra cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phi pháp hiện nay. Tất cả hành vi bạo lực, chiến tranh dã man này chỉ để thực hiện âm mưu diệt chủng người Việt của Tàu Cộng, è mong biến nước ta thành một quận lỵ của chúng. Do đó, từ trong căn bản, bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam này chỉ là một tổ chức phi pháp, không phải là một nhà cầm quyền do dân bầu lên. Chúng chỉ lợi dụng danh nghĩa và danh xưng chính quyền để cướp của, giết hại dưới chiêu bài thi hành công lý. Như chúng đã dùng chiêu bài đánh tư sản để cướp tài sản của tư nhân, chụp mũ phản động để trấn áp, đe dọa dân lành, hầu chiếm nhà cửa, ruộng vườn, đất đai của họ mà không bị dân chúng dùng vũ lực kháng cự vì sợ sẽ bị chúng trù dập, còn phao du cho họ là khủng bố, là chống chính quyền. Kể cả những người vì yêu chuộng tự do, không muốn sống chung với lũ mọi rợ,
gian đảng cộng sản, nên đã vượt biên, vượt biển, không thể mang theo được ruộng vườn, cơ xưởng, nhà cửa do họ làm chủ, nên bị bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam chiếm đoạt. Đó là những tội đại hình có tổ chức với trường hợp gia trọng. Cộng sản Việt Nam đang dùng danh nghĩa nhà cầm quyền để thống trị, trưng thu, thế má, trấn lột sức lao động của người dân, phục vụ cho lòng gian tham của chúng với ý đồ bả quyền của Tàu Cộng. Chúng áp dụng đường lối độc tài, độc tôn, độc ác của chủ nghĩa cộng sản ngoại lai để cai trị dân Việt. Tư tưởng đường lối này hoàn toàn dị biệt đối với tư tưởng bản chất của đại đa số 92% người Việt Nam. Hai cơ quan được gọi là quyền lực nhất của nhà cầm quyền này là Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và cái gọi là Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, không phải do dân bầu lên. Chúng là một băng đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ là một đám sai nha xuẩn động do những tên đầu sọ tham ô, gian manh, hèn kém cầm đầu, với sự lèo lái của Tàu Cộng được ngụy trang là lệnh trên hay lãnh đạo, để không có ai chịu trách nhiệm trực tiếp về những hành vi bạo ngược phi pháp của chúng. Mới đây, chúng lại bày trò quy hoạch kế hoạch phát triển đô thị để quy họa cho dân. Quy hoạch của bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam chỉ là cụm từ để chúng chiếm hữu đất đai của dân chúng rồi trả cho họ một giá rẻ mạt. Còn bài trò quy hoạch với quy họa, hồng cũng chia chác nhau rồi cùng nhau che đậy tội ác cướp của, giết người một cách hợp pháp. Quý vị và anh chị em cứ vào các khu chợ cá hay lò giết heo dơ bẩn thì biết bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam lo cho dân thế nào. Bọn chúng thì an nhàn trong các dinh thự, nuôi heo riêng trong nông trại của mình, uống nước sạch do các máy lọc tinh vi trong nhà, hay ăn rau trồng trong vườn của chúng. Trong khi đa số đồng bào chúng ta phải chui rút trong các hổ chuột, uống nước dơ bẩn, ăn thịt heo thối, cá tanh được ngâm thuốc tẩy cho trắng, không bao giờ được kiểm soát của những nhân viên có lương tâm của ngành thực phẩm. Bọn sai nha các ngành nghề này dưới chế độ cộng sản chỉ là để che mắt quốc tế. Thực tế chỉ là đảng viên con cháu Cộng sản Việt Nam, chúng nó đưa vào để làm tiền, bạn hàng và những người tảo tần, buôn thúng bán bưng, nhỏ cực khổ, lam lũ trong các gian hàng hay chợ búa hôi thối mà thôi. Quy hoạch của Cộng sản Việt Nam là quy họa cho dân. Để che mắt quốc tế và lừa gạt nhân dân, Cộng sản Việt Nam phải tạo ra cái gọi là nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam như một nhà cầm quyền của một quốc gia với đầy đủ ban bộ. Nhưng nhà nước này không phải của chúng ta, không phải của nhân dân Việt Nam, mà chỉ là một nhóm gian đảng cộng sản do những tên côn đồ sắc máu, vô văn hóa, đầu sỏ tai sai Tàu Cộng cầm đầu. Chúng còn bịt bọm tạo thêm cái gọi là quốc hội, cũng do 18 tên đầu sỏ này cùng với 200 tên gọi là ban chấp hành trung ương đảng cũng họp thành như họp kín, cũng bài trò nhiệm kỳ 5 năm. Nhưng thực ra loại quốc hội này làm gì có nhiệm kỳ, vì tên nào cũng ngồi lì trên ghế suốt đời. Nếu không bị chết già hay do thanh trừng nhau, bọn gian đảng cộng sản này cũng ra thông tư quyết nghị, nhưng thực chất chỉ là sự bài trò của bọn gian tham hèn hạ cặn bã xã hội
cùng nhau đóng tuồng, diễn kịch, phường chèo, mua quan, bán ghế, chi chác nhau của cải, tài nguyên đã cưỡng chiếm hay sang đoạt của dân chúng. Tất cả những tên đại biểu quốc hội này đều là đảng viên cộng sản, không do dân bầu, là một quốc hội phường chèo bất hợp pháp. Chúng chỉ là một đám bù nhìn, sôi thịt, gian ác, gian tham, không xứng đáng đại diện cho đất nước và con người Việt Nam. Bọn chúng cũng không có tư cách và càng không có quyền hành gì để điều hành đất nước hay bầu bán bất cứ một nhân vật nào lên lãnh đạo nước ta. Không như Quốc hội khóa 1 đệ tam Việt Nam Cộng Hòa gồm có 1.070 đại biểu được chọn lựa từ 85.672 thành viên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, mà hiện nay đã lên đến 87.318 vị, với số phiếu trưng cầu dân ý lên đến 8 triệu phiếu của người Việt khắp nơi trên thế giới bầu chọn Đức Quốc Công Đào Minh Quân làm Tổng thống thứ 3 của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, để kế tục vị Tổng thống thứ nhất là cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và vị Tổng thống thứ hai là cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Do đó, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa tuy đang lưu vong tại đất nước Hoa Kỳ, nhưng được người Việt trong nước tham gia đông đảo đang có mặt tại Việt Nam, là một chính phủ có chính danh và hợp pháp duy nhất của nước Việt Nam hiện nay. Chính phủ này đang từng bước làm sống lại thể chế Việt Nam Cộng Hòa tại quê nhà, nhằm thay thế cho cái gọi là nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, trước phế bọn cầm quyền Cộng sản Việt Nam tay sai Tàu Cộng. Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã thiết lập nền móng đệ tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Đào Minh Quân lãnh đạo, và đang cùng với những nhà ái quốc, những chí sĩ, anh thư, hào kiệt và những bậc trí giả Việt Nam cống hiến tâm huyết để mang đến cho toàn dân một chế độ đã được Hoa Kỳ và thế giới tự do, văn minh công nhận. Cho dù Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng đã dùng vũ khí cưỡng chiếm nước ta từ năm 1975, nhưng theo đúng công pháp quốc tế và luật pháp quốc gia thì hành động diệt chủng, cướp chính quyền là phi pháp. Hành vi này phải bị truy tố bởi luật pháp quốc gia và tòa án quốc tế. Do đó, toàn dân nên tiếp tay trưng cầu dân ý để xác định Cộng sản Việt Nam không phải là một nhà cầm quyền hợp pháp, và người dân không cần phải tuân giữ bất kỳ một điều lệ hay quyết định nào do bọn mạo nhận chính quyền này đưa ra. Hiện nay, bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam và cái gọi là nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang bị sưu tra về những tội danh lừa đảo, cướp của, giết người của một băng đảng tội ác, chứ không phải là một nhà cầm quyền. Những ai tiếp tục tham gia Đảng Cộng sản Việt Nam và cái gọi là Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đều có thể can tội đồng lõa hay âm mưu với tội ác. Do đó, tất cả đảng viên Cộng sản Việt Nam nên từ bỏ đảng. Tất cả những dân biểu của cái gọi là Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được khuyến cáo không nên đến trụ sở để bàn mưu tính kế lừa bịp hãm hại đồng bào Việt Nam. Đó là tội đại hình, có thể bị truy tố dẫn đến việc bị tịch thu toàn bộ tài sản và tù tội cấm cố chung thân sau này. Ngoại trừ những cán bộ đảng viên Cộng sản ly khai âm thầm rủ nhau gia nhập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, thành phần còn lại trong Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là những tên tối tăm, không nhìn thấy ánh sáng công lý và chính nghĩa của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa.
với một số ít ngoan cố, ù lì, đang do Cộng sản, Tàu Cộng sai khiến. Tàu đã sử dụng sự lú lẫn của Nguyễn Phú Trọng và hèn hạ nịnh bợ của Nguyễn Xuân Phúc để cho tên Tàu Cộng Tô Lâm giả làm người Việt Nam, một loại vô danh tiểu tốt, chỉ học đến lớp 10, nhưng rất nham hiểm và hung ác. Y là con của Tô Quyền, thuộc dòng dõi của tên giặc Tàu Tô Định, nên bản chất cũng cực kỳ tàn bạo. Tuy vô học, nhưng tên này được Tàu Cộng ép Cộng sản Việt Nam cho y vào làm đại biểu Quốc hội Cộng sản Việt Nam. Từ năm 2016, chỉ sau 5 năm, tên này được chọn làm Bộ trưởng Công an, đã chuyên quyền, chi phối gần như toàn bộ quần máy công an, bộ đội Cộng sản Việt Nam. Chính tên này là người đã theo dõi những người Việt hải ngoại về nước, và tên cầm đầu toán công an giết anh hùng Trần Văn Bá, nguyên là chủ tịch Tổng hội sinh viên Việt Nam tại Paris. Chúng đã xử bắn anh hùng Trần Văn Bá tại Thủ Đức vào ngày 8 tháng 1 năm 1985, theo lệnh của Nguyễn Tấn Dũng lúc còn là Thủ tướng Cộng sản Việt Nam. Tàu Cộng đã thúc ép bọn tham quan ô lại, hèn nhát đầu sỏ Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận cho những tên lú lẫn như Nguyễn Phú Trọng hay GLM như Nguyễn Xuân Phúc, gian ác như Tô Lâm, bài trò lãnh đạo phường tù để cùng to rập với Tàu Cộng, giả danh nghĩa là một nhà cầm quyền Việt Nam trước quốc tế, nhưng với những hành vi trấn áp, bóc lột dân chúng để nộp tiền cho bọn quan tham Tàu Cộng và sự tiêu xài quan phí dâm lòn của bọn đầu sổ Cộng sản Việt Nam đang bị lột trần, mặc cho bọn truyền thông bất lương ra sức tô son rét phấn hay nhờ bọn hề hài diễn tuồng mong so dịu sự phẫn nộ, muốn khỏa lấp nỗi thống khổ uất hận mà người dân đang gánh chịu, để cho bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam an nhàn chia chác nhau. Những người Việt Nam chân chính, bất khuất và dũng cảm, không hèn, không ngu, không tiếp tục chấp nhận cúi đầu làm nô lệ cho bọn Cộng sản Việt Nam tay sai Tàu Cộng này đè đầu mãi mãi. Đã đến lúc toàn dân phải mạnh mẽ đứng dậy cùng nhau thể hiện sức mạnh đoàn kết của những người Việt Nam chân chính, có truyền thống bất khuất của tổ tiên, hãy tìm đến nhau triệu triệu muôn muôn con tim đỏ Việt Nam yêu dấu. Hãy lan tỏa sự hy sinh và tình yêu thương vô bờ bến mà Đức Quốc Công đã dâng hiến, đã truyền cho mỗi người Việt chúng ta một sức mạnh tinh thần, tâm linh tối thượng với tình thương chân chính đậm đà của những người hữu thần biết tin kính Thượng Đế Trời Phật, được võ trang bằng sức mạnh vô địch đại đoàn kết dân tộc, sẽ hội tụ đủ mọi lực quán thế để triệt tiêu hoàn toàn chủ nghĩa Cộng sản vô thần, để dứt bỏ những tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam tay sai Tàu Cộng, để làm sạch đường xá để đón chào Đức Quốc Công trở về. Ngài sẽ cùng với những nhà ái quốc chân chính mang đến chế độ Việt Nam Cộng Hòa tự do, an bình, thịnh vượng, tươi thắm cho quê hương thân yêu của chúng ta. Đã đến lúc toàn dân hiên ngang chào đón ánh sáng Cộng Hòa, yêu thương và nhân ái, cùng nhau, cùng chung vai sát cánh với Đức Quốc Công, đem an bình, hạnh phúc, thịnh vượng cho đất nước ngàn năm văn hiến, phục hồi danh tiếng cho Hòn Ngọc Viễn Đông tươi đẹp ngày nào, hầu tiến lên ngang hàng sánh vai với thế giới tự do văn minh toàn cầu, là một ân điển trời ban để cứu độ cho nhân dân Việt Nam thoát cơn họa dịch và bọn Cộng sản gian tham ăn cắp giặc nguy hiểm này. Trân trọng
Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Chúng tôi đã đọc xong thông báo từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc gửi đến cho tất cả đồng bào, anh chị em khắp nơi để biết về Cộng sản Việt Nam, để chúng ta cùng nhau đoàn kết, cùng với Đức Quốc Công, Tổng thống, giải thể Cộng sản Việt Nam, đưa tự do ấm no về cho dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Xin mời tất cả đồng bào anh chị em tiếp tục mời gọi tham gia trưng cầu dân ý để ủng hộ Đức Quốc Công, Tổng thống, giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, qua đường liên trưng cầu dân ý www.trưngcầudânýviếttắt.us. Và xin kính chúc tất cả đồng bào anh chị em luôn vui vẻ, bình an, hạnh phúc trong cuộc sống. Trân trọng kính chào, tạm biệt. Tôi, Đại úy Trần Lâm Anh, xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam. Kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và đồng bào Việt Nam thân thương. Sau đây tôi xin được trình bày một phần tiểu sử của Đức Quốc Công Đào Minh Quân qua câu chuyện Lá Cờ Thiên. Kính thưa quý vị, trước khi kể về câu chuyện của Ngài Đức Quốc Công, tôi xin phép nói về cuộc đời của tôi. Khi tôi vừa được 15 tuổi, tôi đang sống trong nền Việt Nam Cộng Hòa. Một cuộc sống yên bình, hạnh phúc, ấm no, tự do. Tôi không phải lo lắng cuộc sống sinh nhai, tần tảo, bôn ba. Và cái tuổi của tôi ở vào thời Việt Nam Cộng Hòa, tôi cũng như bao nhiêu người bạn cùng trang lứa tuổi, chỉ biết cấp sách đến trường và chăm lo học hành để được trở thành người hữu dụng cho xã hội và đất nước. Nhưng vào một ngày, hôm đó, lúc khoảng 12 giờ trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, cái ngày đã ghi dấu vào lịch sử tang thương đổ máu của người miền Nam, hay còn gọi là tháng 4 đen. Lúc đó, tôi cũng chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra khi ba tôi nghe từ trong máy radio và nói với mẹ tôi: "Thôi, xong rồi bà ơi." Và khi mẹ tôi biết chắc chắn miền Nam đã bị rơi vào tay của Cộng sản, ba mẹ tôi như chết lặng và nước mắt đã tuôn ra từ lúc nào. Tôi cũng đứng im lặng ở một góc nhà. Các em tôi thì còn quá nhỏ nên chưa hiểu được chuyện gì. Và rồi hôm đó, Cộng sản nó từ đâu lũ lượt kéo vào khắp các con đường ở Sài Gòn như một bầy khỉ trong rừng, bởi những lá cây tùm, hay giống như một đàn bò tràn vào thủ đô Sài Gòn. Tôi quá đỗi ngạc nhiên bởi những cảnh tượng này, những cảnh tượng mà tôi chưa bao giờ thấy. Và lúc đó, mẹ tôi lấy từ trong tủ ra lá cờ vàng của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, rồi bỏ vào chiếc thau đồng. Và sau đó mẹ tôi thắp ba nén nhang và lăm râm khấn vái trước khi châm lửa đốt. Lúc đó ba và mẹ tôi đã khóc thật nhiều, vì ba tôi cũng là người lính Việt Nam Cộng Hòa. Ba tôi đã út nghẹn khi nhìn thấy lá cờ thiêng của Tổ quốc phải đốt đi. Lá cờ vàng ba sọc đỏ tượng trưng cho dòng máu lạc hồng bất khuất, anh dũng. Và sau đó mẹ tôi giải thích, tôi mới biết việc cất giữ những gì của Việt Nam Cộng Hòa sẽ bị Cộng sản bắt giữ và lưu đày. Bởi sự tàn ác của Cộng sản, và cũng vì sự tàn độc đó mà ba mẹ tôi rời bỏ xứ miền Trung để vào Sài Gòn sau Tết Mậu Thân năm 1968. Và điều mẹ tôi giải thích cho tôi hiểu thêm về việc khấn vái trước khi đốt lá cờ vàng của Tổ quốc, vì lá cờ thiêng này đã có biết bao nhiêu anh linh chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho đất nước và Tổ quốc. Nay chỉ vì thời thế mà mình phải đốt đi, nên mình phải xin phép tiên tổ, hồn thiêng sông núi, các anh linh và Tổ quốc Việt Nam, để mình luôn kính nhớ và hiểu rõ cội nguồn dân tộc,
mà tiền nhân đã để lại cho con cháu lá cờ thiêng của giống nòi Lạc Việt. Thế rồi, nhiều năm tháng trôi đi sống dưới chế độ tà quyền của Cộng sản đã bắt đầu đến với gia đình tôi cũng như bao nhiêu người dân ở miền Nam. Họ rất ngơ ngác, bàng hoàng với những chính sách liên tiếp của Cộng sản. Hết chiến dịch đổi tiền, chiến dịch đánh tư sản mài bản, chiến dịch đẩy người dân đi kinh tế mới khắp nơi, rồi chính sách lương thực theo hộ khẩu đầu người, gồm có khoai lang, khoai mì, gạo mốc, và chính sách đẩy các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đi cải tạo khổ sai, đi vào nơi rừng thiêng nước độc, nên đã có rất nhiều quân nhân đã không chấp nhận được cuộc sống bị đối xử, tra tấn, nhục hình một cách tàn ác của Cộng sản. Vì vậy, một số quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị bất tử, chết một cách oan ức. Và cũng chính tên Cộng sản nằm vùng Nguyễn Hộ đã tuyên bố công khai ngay sau khi chiếm miền Nam rằng: vợ Ngụy ta lấy, con Ngụy ta sai, còn Ngụy thì ta đầy vào rừng sâu núi thẳm cho chết. Bản chất của Cộng sản là gian manh, xảo trá và tàn ác. Chúng là một đảng cướp, cũng như khi chiếm được miền Nam, chúng ra sức cướp bóc tất cả những gì mà người miền Nam có, như vàng bạc, quý kim, đá quý, tài sản của người dân chúng tịch thu để cùng nhau bỏ vào túi riêng. Sau đó chúng đưa ra những chính sách làm cho người dân miền Nam ngày càng khốn khổ, lầm than, đói khát. Bao nhiêu số phận màn trời chiếu đất, chúng biến cuộc sống người dân đến tận cùng tăm tối. Không những vậy, Cộng sản chúng nó đã hình thành cái chuồng gia súc khổng lồ để nhốt người dân Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến hôm nay đã 45 năm. Và sau 45 năm trôi qua, tôi cũng đã trở thành một người phụ nữ 60 tuổi, đã và đang sống trong cái lồng sắt đầy thú tính, dối trá, độc ác, tàn bạo mà không thoát ra khỏi cái ngục tù của tà quyền Cộng sản Việt Nam. Và Cộng sản bắt tất cả người dân Việt Nam chúng tôi phải tôn thờ cái tên giặc Hồ Chí Minh Tàu Cộng, một tên thổ phỉ, mất nhân tính người, một tên vô đạo đức, chuyên hãm hiếp phụ nữ, một tên ăn cắp văn của người khác, một tên khát máu tội đồ của dân tộc Việt Nam, mà Cộng sản Việt Nam chúng cho là cha già dân tộc một cách ngu xuẩn. Kính thưa quý vị, trở lại việc lá cờ vàng của Tổ quốc với cái thâu đồng năm xưa, hương hồn của mẹ tôi nay đã khuất, cùng những lời khấn vái năm xưa của bà, cái ngày linh thiêng năm đó, nước mắt, máu của toàn dân và xương thịt của mẹ cha, của các anh linh tử sĩ đã hy sinh, nay đã hóa thành linh khí Việt của trời đất. Và trong hoang tàn đổ nát của đất nước, hôm nay đã ban cho dân tộc Việt Nam tôi chân tên tử. Ngài là vị cứu tinh để cứu lấy toàn dân chúng tôi ra khỏi cái chuồng gia súc mà Cộng sản Việt Nam đã nhốt dân tộc chúng tôi gần một thế kỷ. Và cũng nhờ đó tôi đã được sáng hóa, nhận ra Việt Nam Cộng Hòa của tôi không chết, vẫn luôn hiện hữu, vẫn còn đó trên xứ người, vẫn luôn kiêu hùng và dũng mãnh. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa của tôi chỉ tạm lánh nạn đó như là một chiến lược chờ đợi thời cơ để trở về lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Mà người nhận trọng trách để cùng các hậu duệ của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đứng lên đấu tranh lấy lại Tổ quốc Việt Nam, phục hưng lại đất Việt, đó chính là Ngài Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân. Ngài là viên sĩ quan của thời đệ nhị quân lực Việt Nam Cộng Hòa,
với chức vụ năm xưa là một trung úy. Và sau đây, tôi xin mạn phép được kể lại một phần ngắn về tiểu sử của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Quý vị có nghĩ, ngày hôm nay tại sao lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn ngạo nghễ, kiêu hùng, bất khuất, anh dũng, hiên ngang hay không? Đó là do chiến sĩ Đào Minh Quân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đang giương cao ngọn cờ thiêng của Tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa đi khắp thế giới. Ngài là người chỉ huy đội đặc trưởng, lắc Tiger đi không tiếng về không lời. Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, sau khi định cư cùng gia đình tại Hoa Kỳ ngày 14 tháng 8 năm 1980, chưa được bao lâu, Ngài bắt đầu việc học và Ngài chọn ngành chuyên viên điện toán với chương trình học là 2 năm rưỡi. Nhưng do Ngài có sự thông minh bẩm sinh và cần cù chịu khó, lại chăm chỉ ngày đêm rèn luyện, nên chỉ trong vòng 3 tháng rưỡi, Ngài đã hoàn thành khóa học và thi đậu ngành chuyên viên điện toán với số điểm rất cao. Chắc có lẽ quý vị không biết, theo các nhà khoa học thì chỉ số IQ 145 là thiên tài và cận thiên tài, nhưng Ngài Đức Quốc Công thì chỉ số IQ lại là 160. Với sự thông minh xuất chúng như vậy nên Ngài thi đạt số điểm rất cao, nên hội đồng giám khảo không tin đó là kết quả do chính Ngài học tập và thi đạt được, nên Ngài được yêu cầu thi lại. Và Ngài đã chấp nhận thi lại với một điều kiện: nếu sau khi thi lại mà điểm số vẫn cao như lúc ban đầu, thì khi diễn ra lễ trao bằng tốt nghiệp tại nhà trường, phải cho tôi treo lá cờ Việt Nam Cộng Hòa của dân tộc tôi. Vì Hoa Kỳ là đất nước dân chủ, văn minh và trọng dụng những người tài năng thật sự, nên khi yêu cầu của Ngài đưa ra đã được Hoa Kỳ chấp thuận. Và Ngài đã bắt đầu cuộc khảo sát thi lại lần thứ hai. Kết quả thi lại vẫn với số điểm cao như lúc ban đầu, cho nên Hoa Kỳ đã đáp ứng yêu cầu này của Ngài. Thật hãnh diện, sau 15 năm kể từ khi Sài Gòn thất thủ, lá cờ thiêng của Tổ quốc, cờ vàng ba sọc đỏ được chính thức thượng kỳ quốc gia, lên ngang hàng với quốc kỳ Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 6 năm 1991 tại Công viên Văn hóa San Jose, California, cho đến ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, năm 1990, Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ mời Ngài làm thành viên chủ nhân Hot Committee. Và lúc đó, Ngài là một triệu phú trẻ, nhưng Ngài đã hy sinh bán tất cả tài sản của mình để giúp người dân trên các vùng tị nạn cộng sản và gửi về giúp đồng bào tại quê hương Việt Nam. Tấm lòng yêu nước thương dân của Ngài thật vô bờ bến, không có thể có gì so sánh được. Với một nghĩa khí bất khuất, hào hùng, anh dũng của một người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đối với Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm, nên Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã luôn ghi nhớ những lời của tiền nhân, của các thế hệ ông cha đã dạy rằng: sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Ngài đã thề cùng hồn thiêng sông núi, Ngài quỳ trước bàn thờ tổ tiên của tiền nhân liệt tổ với lời hứa sẽ lấy lại non sông gấm vóc và đưa lá cờ thiêng của Tổ quốc về lại quê hương. Và hôm nay, 45 năm ngọn cờ thiêng của dân tộc Việt Nam lại sắp ngạo nghễ tung bay. Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã ôm trọn lá cờ thiêng của dân tộc vào lòng. Ngài ôm trọn tình yêu thương đối với đồng bào Việt Nam trong mấy chục năm qua. Trong huyết mạch, trong tim óc của Ngài,
với hoài bão của Ngài là đem tự do, ấm no, hạnh phúc trở về quê hương. Ngài đã nhẫn nhục chịu đựng những lời sỉ nhục, mạ lị, phỉ báng, nhưng Ngài vẫn luôn tha thứ bởi tình yêu thương của Ngài quá rộng lớn đối với người dân. Hôm nay, Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã chuẩn bị trở về phục hưng lại tiền đồ của dân tộc Bách Việt cùng với lá cờ thiêng của Tổ quốc. Lá cờ có nền vàng ba sọc đỏ, tượng trưng cho ba miền Nam Trung Bắc. Cùng một cha mẹ sinh ra mà đã bị bọn tàu cộng chia cắt, Ngài đã sáng hóa cho tâm hồn tôi và Ngài đã cứu dân tộc Việt Nam tôi thoát khỏi cái lồng sắt của loài quỷ đỏ cộng sản tham tàn độc ác vô nhân tính. Tôi nguyện xin đi theo Ngài giúp dân cứu nước. Dù với tuổi tác của tôi tuy đã lớn, không làm được gì nhiều, nhưng tấm lòng nhiệt huyết đó, tôi sẵn sàng làm tất cả mọi công việc, không quản ngại khó khăn, gian nan cực khổ, và sẽ cố gắng làm gương cho thế hệ tiếp nối. Và lá cờ vàng của Tổ quốc mà mẹ tôi đã đốt trong cái thau đồng năm xưa, hôm nay lá cờ thiêng này cùng Ngài Đức Quốc Công trở về trên quê mẹ Việt Nam, là hậu duệ của người lính Việt Nam Cộng Hòa năm xưa. Tôi xin góp một phần công sức để bảo vệ lá cờ thiêng này cho thế hệ hậu duệ mai sau, cũng như thực hiện lời thề hứa cùng hồn thiêng sông núi năm xưa mà tâm nguyện mẹ tôi đã dạy, là con hãy ôm trọn lá cờ của Tổ quốc đến hơi thở cuối cùng. Kính cảm ơn Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Ngài là vị Bồ Tát của chúng tôi. Ngài là những ngôi sao đang tỏa sáng trên khắp địa cầu để dẫn dắt chúng tôi đi. Kính tri ân tấm lòng vàng ngọc của Ngài Đức Quốc Công và phu nhân, cả cuộc đời đã hy sinh cho dân tộc đồng bào Việt Nam. Tôi xin khắc ghi những ân nghĩa này mãi mãi. Kính chúc Đức Quốc Công và phu nhân cùng toàn thể gia đình thật nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc, thật nhiều hạnh phúc, và ngày khải hoàn của đất nước, ngày toàn dân Việt Nam trong tiếng reo hò tràn ngập niềm hạnh phúc tự do để nghênh đón vị thiên ân của Tổ quốc. Xin trân trọng kính cảm ơn Đức Quốc Công Đào Minh Quân. Tôi, Đại úy Trần Lâm Anh đã trình bày xong. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Trân trọng. Ra thành một người, chỉ một bàn tay hóa ra thành chiều bàn tay, hàng chiều bàn tay phất tung bay ngọn cờ vàng, là chiều bàn tay đánh cho tan nước quân bảo tàng, chiều người Việt Nam khắp trên mặt địa cầu, cùng một bàn tay đấu tranh đòi lại quê hương, đòi lại tự do đã bao năm thành ngục tù, đòi lại Việt Nam phá tan diêm trách loài cộng đồng, nói cho toàn thế giới biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống lầm than, dân không có tự do, người không có nhân quyền. Nói cho toàn thế giới biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống lầm than, dân không có tự do, người không có. Việt Nam hóa ra thành một người, chỉ
bàn tay phất tung bay ngọn cờ vàng. Là chiều bàn tay đánh cho tàn nước quân bảo tàng. Chiều người Việt Nam khắp trên mặt địa cầu. Cùng một bàn tay đấu tranh đòi lại quê hương. Đòi lại tự do đã bao năm thành ngục tù. Đòi lại Việt Nam phá tan xiềng xích loài cầu nô. Nói cho toàn thế giới đi biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống lầm than. Dân không có tự do, người không có nhân quyền. Nói cho toàn thế giới đi biết rằng Việt Nam bây giờ đang sống lầm than. Dân không có tự do, người không có nhân quyền. Xin kính mời đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, chúng ta hãy cất cao ba lời thề son sắt: dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly. Xin cảm ơn. Chương trình Tiếng Nói của Cục Dân Vận đã chấm dứt. Cảm ơn tất cả đồng bào anh chị em đã theo dõi chương trình. Kính mời tất cả đồng bào, anh chị em tiếp tục tham gia trưng cầu dân ý ủng hộ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân để đem tự do, ấm no, hòa bình về cho dân tộc Việt Nam của chúng ta qua đường link trưng cầu dân ý www.trưngcầudânýviếttắt.us. Và xin kính chúc tất cả đồng bào, anh chị em luôn có cuộc sống vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại những chương trình kế tiếp. Trân trọng, kính chào. Tạm biệt. Việt Nam ơi, quyết đứng lên, tay cầm tay nối chi anh hùng, chung sức cùng dựng xây quê hương. Việt Nam ơi, còn rất tuyệt vời. Đất nước này cha ông xây dựng, con cháu cùng gánh vác trung lưng. Sao nỡ để thắt của phần lâm, để cùng nhau giành lấy cơ đồ. Đất nước này cha ông xây dựng, con cháu cùng gánh vác trung lưng. Sao nỡ để thắt của phần lâm, để cùng nhau giành lấy cơ đồ. Bầy công đô cấu kết nhau, đem Việt Nam dâng hiến cho bầu, ôi nước Việt còn chi tương lai. Đồng bào ơi, hãy siết tay, lưng từ lưng phá đứt xích xiềng, cho nước Việt tự do phú cường. Việt Nam ơi, quyết đứng lên, tay cầm tay nối chi anh hùng, chung sức cùng dựng xây quê hương. Việt Nam ơi, tổ quốc ta, sao ngoài tan lấp chiếc sơn hà, xương máu này còn vẫn tuyết đo đây. Đất nước này cha ông xây dựng, con cháu cùng gánh vác chung lưng, sao nỡ để thất thủ thầm lâm, thề cùng nhau giành lấy cơ đồ. Đất nước này cha ông xây dựng, con cháu cùng gánh vác chung lưng. Sao nỡ để thất thủ xâm lấn, để cùng nhau giành lấy cơ đồ. Bầy công nô cấu kết
em Việt Nam dâng hiến cho cầu, ôi nước Việt còn chi tương lai. Đồng bào ơi hãy chia tay, lưng tựa lưng phá đức xịt xiềng, cho nước Việt tự do phú cường. Đất nước này cha ông xây dựng, con cháu cùng gánh vác trung lưng, sao lỡ để đất của tầm lâm, hãy cùng nhau giành lấy cơ đồ. Cùng chào đón chính phủ cộng hòa trở lại trong quê hương Việt Nam và đón một mùa xuân tự do. Rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sẽ tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường vừa thế gian. Chúng cầu dân đi, ôi đào minh quân. Chúng cầu dân đi, ôi đào minh quân. Chúng cầu dân đi, ôi đào minh quân. Hold on.